Dạ em chào mọi người, em xin lỗi mọi người, em đã làm mọi người thất vọng. Những ngày qua em đã cố gắng thay đổi, em cố gắng sửa lỗi nhưng không biết tại sao TikTok lại khóa em một lần nữa. Sau ồn ào thái độ với người nghèo, Nono trở thành nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok hơn 1 triệu người theo dõi của anh bị khóa hậu lùm xùm. Sau đó, Nono lập một tài khoản mới nhưng tiếp tục bay màu. Sau khi liên tục bị khóa tài khoản TikTok, Nono đã đăng video khóc lóc xin tha thứ, hứa sẽ nỗ lực thay đổi. Thời điểm tài khoản mới của Nono biến mất, lượng người follow đã chạm đến con số 268.000. Khi truy cập vào kênh này, người xem nhận được thông báo, tài khoản này đã bị cấm. Cho đến nay, kênh vẫn chưa hiển thị trở lại. Trong video mới đăng tải, Nono không gay gắt như mọi lần mà có thái độ thành khẩn, giọng nghẹn lại. Anh thừa nhận sai lầm của bản thân, sự cố vừa qua cũng là một bài học đắt giá với em. Em đã nhận thấy những sai phạm của mình rồi, em mong muốn có cơ hội để làm lại. Ngoài ra, Nono cũng kêu gọi những fan yêu quý mình tiếp tục theo dõi tài khoản mới để anh chàng có thể livestream, nói về vụ việc và thay đổi sau khi mắc lỗi. Hiện, video này của Nono đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bất bình bày tỏ họ không muốn Nono tiếp tục hoạt động, câu view và tạo drama trên nền tảng này. Ngược lại, anh vẫn được không ít fan ủng hộ bất chấp loạt ồn ào thời gian vừa qua. Liên quan đến sự việc, Nono cho biết kênh TikTok cá nhân của mình đã không thể hoạt động từ ngày 6 tháng 1. Hiện, vẫn chưa rõ tài khoản của Nono bị khóa do TikTok tác động hay bị nhiều người dùng báo cáo. Như vậy, Nono đã bị khóa kênh TikTok hai lần liên tiếp kể từ sau vụ việc có thái độ không đúng mực với người lớn tuổi. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi Nono có đang bị phong sát. Dạ em chào mọi người, em xin lỗi mọi người, em đã làm mọi người thất vọng. Những ngày qua em đã cố gắng thay đổi, em cố gắng sửa lỗi nhưng không biết tại sao TikTok lại khóa em một lần nữa. Tất cả những ngày qua sau sự cố của em đã cố gắng thay đổi. Em đi từ Bắc vào Nam, em đi Hà Giang, em đi Hà Nội, em đi Đà Nẵng, em đi tất cả mọi nơi. Em làm tất cả công việc thiện nguyện để em sửa sai. Nhưng mà em không biết tại sao mà lại khóa hạt của em rồi như vậy. Em biết em sai khi em nhận được cái hình phạt từ sở. Em đã cố gắng thay đổi rất nhiều, em đã cố gắng trong lời ăn tiếng nói, em đã cố gắng trong xây dựng content mới chỉnh chu hơn, đàng hoàng hơn. Em thực sự là bây giờ em mong tất cả những anh chị nào mà yêu quý em, những bạn bè nào yêu quý em có thể follow lại cái nick này giúp em. Anh chị quản lý TikTok hãy cho em một cơ hội, nếu em có làm sai thì anh chị hãy cho em một cái thông báo, chứ đừng đột ngột mà ấy em như thế. Vì hôm bữa em nhận những cái lời xử phạt của sở thanh tra, thì sở thanh tra họ cũng nói là họ cũng cho em cơ hội sửa đổi, sửa sai, và em chỉ mong như vậy. Với lại em cũng là một người bình thường, em chơi TikTok chứ không phải là em không phải là một ngôi sao hay gì hết. Nên em cũng không có muốn bị phong sát hay cái gì hết. Nên là em rất là, thực sự là em rất là cảm thấy có lỗi.